chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món sữa, đó là mình sẽ làm sữa chua phô mai. Để thực hiện món làm sữa chua phô mai thì ở đây mình đã chuẩn bị là 600ml sữa tươi, 2 hũ sữa chua. Các bạn có thể dùng loại có đường hoặc không đường tùy thích. Phô mai con bò cười, sữa đặc. Mình sẽ dùng khoảng 100ml sữa đặc, 100 đến 150ml tùy thuộc vào. Nếu mà mình dùng sữa tươi có đường thì mình sẽ bớt lượng sữa đặc lại. Phô mai thì mình sẽ dùng tùy thích theo cái khẩu vị, mình thích ăn béo hay không. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 5 miếng nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bóc phô mai này và mình cho vào sữa tươi. Mình sẽ cho phô mai này vào sữa tươi. Cái vị đặc trưng của cái sữa chua phô mai là cái vị chua thanh của sữa chua và béo ngậy của phô mai, rất tốt cho sức khỏe. Sữa chua đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, và đặc biệt mình cho thêm phô mai thì rất là tốt cho dinh dưỡng, đặc biệt là cho các bé nhỏ. Ở đây thì để sữa chua thơm ngon thì và có hương vị béo thì mình nhà mình thì mình hay làm, mình bỏ thêm phô mai để sữa chua được thơm ngon hơn. Và bây giờ thì mình sẽ lấy muỗng mình nghiền ra nhé, nghiền nát. Mình sẽ cho vào đây khoảng 100ml sữa đặc thì tương đương với khoảng 2 muỗng canh này sữa. Mình đã tám xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đun cái sữa này của mình để cho nó nóng lên nhé. Ở cái công đoạn mà mình sẽ bắt sữa lên bếp mình đun như thế này thì mình cho vào đây khoảng 200ml nước sôi nhé, khoảng bằng 100-150 thôi, tại vì khoảng 100ml sữa đặc thì mình sẽ cho khoảng 150ml sữa nước sôi. Nếu mà các bạn muốn ăn đặc hơn thì mình không cần cho nước sôi nhé, mà mình để như vậy thôi, mình chỉ cho sữa tươi và sữa đặc thì... rồi bây giờ mình đã đun cho cái sữa của mình nó nóng lên như thế này là được rồi. Mình càng mình trong cái quá trình mình đun thì mình càng quấy nhiều và quấy đều tay thì cái thành phẩm sữa của mình nó sẽ càng mịn và nó sánh hơn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình để cho sữa nó ấm ấm, cho nó nguội, nó còn ấm ấm thì mình sẽ cho sữa chua vào nhé, sữa cái vào. Mình sẽ tắt bếp. Mình để cho sữa nguội nhé. Sau khi sữa của mình nó đã
Nguội nó còn khoảng ấm ấm, mình sờ tay vào được, mình thấy nó nguội rồi. Như vậy là mình sẽ bỏ sữa chua vào nhé. Đây mình sẽ bóc hai hũ sữa chua và mình cho vào. Bạn nhớ là cái sữa chua này mình chỉ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mà trước khi mình làm sữa chua thì mình lấy nó ra. Mình lấy nó ra mình để ở ngoài nhiệt độ phòng bình thường khoảng 2-3 tiếng rồi mình hãy làm, thì cái sữa chua của mình hoặc để một buổi cũng được. Cái sữa chua mình nó sẽ chua hơn và nó nhanh lên men cho sữa của mình hơn nhé. Rồi mình sẽ quấy đều. Mình quấy cái này mình quấy khoảng 5-10 phút gì đó. Mình càng quấy đều thì cái sữa của mình nó càng đều. Thì bây giờ thì mình sẽ cho vào nồi cơm điện để mình ủ sữa nhé. Các bạn thì nhà các bạn tiện có nồi cơm điện thì các bạn ủ cũng được, còn không thì mình ủ bằng nước sôi, bằng nước nóng, ủ nước ấm truyền thống. Đây mình cho vào nồi cơm điện. Cái nồi này nhà mình nó có cái chế độ ủ rau á, nên là mình thường thường để đỡ mất thời gian thì mình hay ủ trong nồi cơm điện. Bây giờ mình sẽ đi cắm điện. Đây cái nồi nhà mình nó có cái chế độ là ủ rau trong vòng 6 giờ đây. Nếu mà mình ủ nước nóng, nước ấm thì mình có thể ủ 8 giờ nhé. Tại vì theo mình á, mà mình ủ bình thường, nếu mà mình ủ nước ấm thì cái nó lên men chua nó không đều bằng cái mình ủ cái này, nó giữ nhiệt á, nên là nó lên sữa lên men rất là đều. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh. Đây nó có cái chế độ ủ rau là 6 tiếng này. Hay có cái nồi này thì nó rất là tiện thôi đó, mình cứ để như vậy làm khi nào xong thì tự động nó ngắt điện và nó báo thôi. Vậy mình sẽ chờ 6 tiếng và mình cho các bạn xem thành phẩm sữa chua phô mai của mình nhé. Xin chào, đây các bạn, đây là mình sữa chua mà mình đã ủ được 6 tiếng. Sữa chua phô mai bây giờ mình sẽ lấy ra để cho các bạn xem nhé. Đây là thành phẩm sữa chua của mình. Mình sẽ múc thử. Đây các bạn nhìn thấy không, là cái lớp sữa chua của mình nó rất là mịn luôn, nó rất là đặc luôn. Đây mình được thành phẩm sữa chua rất là đặc. Sữa chua của mình thì rất là đặc, đặc và mịn luôn. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị sẵn đồ để mình bỏ vào hũ và mình bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Mùi thì rất là thơm. Sữa chua của mình nó lên men, làm các bạn cứ làm đúng tỷ lệ thì sữa chua nó sẽ lên men, sẽ đặc và sẽ mịn như sữa chua của mình làm đây.